Ê, xấu xa, tớ đang rất là đói bụng. Ước gì bây giờ chúng ta có thật là nhiều đồ ăn nhỉ? Tớ cũng đang rất đói đây. Chúng ta phải tìm thật nhiều thức ăn đem về đây mới được. Tớ ước gì gần cái hang động của mình á có cả một cái cửa hàng đồ ăn. Mỗi ngày tớ sẽ đến đó và gom hết tất cả thức ăn về. Tớ rất thích suy nghĩ này của cậu. Và tớ nghĩ là tớ đã có cách. Chúng ta sẽ mang cả một cửa hàng thức ăn về hang động của chúng ta. Tạm biệt Mia. Cảm ơn quý khách. Tạm biệt. À, đến rồi, tôi hào hức qua đi. Xin chào quý khách muốn mua gì? À, chúng tôi muốn lấy hết tất cả thức ăn trong cửa hàng này. Ê, cậu muốn làm lỗ kế hoạch của chúng ta đấy à? Chúng tôi chỉ vào mua một ít thức ăn thôi. Xin mời quý khách cứ tự nhiên. Tốt lắm, cơ hội đến rồi, không có ai ở đây cả. Thành công rồi, chúng ta hãy làm thật nhanh thôi. Cậu thật sự là một thiên tài đó xấu xa. Ý tớ là cậu thật sự rất là xấu xa, giống như cái tên của cậu vậy đó. Cậu quá khen rồi. Tớ phải gom hết tất cả mọi thứ trong cái cửa hàng này lại. Cái gì nó cũng làm cho tớ thèm thuồng hết. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Ôi, siêu thị của tôi, mọi thứ đã biến đâu mất hết rồi. Mia, cậu đừng buồn, chúng ta sẽ có cách mà. Ôi, cửa hàng của Mia bị cướp hả? Thật là tội nghiệp cho cô ấy. Chào mọi người, có việc gì đang xảy ra ở đây thế? À, thì sĩ bạn. May quá cậu ở đây rồi. Siêu thị của tớ. Có việc gì thì cậu bình tĩnh kể tớ nghe nào. Tớ sẽ giúp cậu hết khả năng của mình. Tớ chỉ nhớ là cửa hàng của tớ đang hoạt động rất bình thường, nhưng có hai vị khách rất kỳ lạ đến gần tớ. Và rồi sao cửa hàng cậu lại ra thế này? Có phải là hai vị khách đó mặc toàn đồ đen hay không? Đúng rồi, họ đến gần và tung một thứ bột gì đó vào tớ. Sau đó thì tớ ngủ đi và không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì mọi thứ đã thành ra như thế này đây. Đúng như tớ nghĩ rồi, chắc chắn là bọn ninja đen xấu xa và tham lam. Giờ phải làm sao đây hiệp sĩ vàng? Tớ không muốn cửa hàng của mình bị ngưng hoạt động đâu. Đúng vậy, cửa hàng của Mia rất là quan trọng. Không có nó thì mọi người biết mua thức ăn ở đâu đây? Mọi người hãy yên tâm, tớ biết hang ổ của bọn ninja đen này. Tớ sẽ cho chúng một bài học. Tớ chưa bao giờ thấy nhiều thức ăn như vậy ở trong hang động của chúng ta. Kế hoạch này của tớ thật là xuất sắc. Tớ không nghĩ là bọn họ có thể biết được ai đã làm chuyện này đâu. Đúng vậy, tên hiệp sĩ vàng sẽ không thể nào tìm ra được chúng ta là người đã cướp cửa hàng thực phẩm đó đâu. Các ngươi vừa nhắc đến ta. Ta nhà ngươi đến đây làm gì vậy? Bọn ta không có làm gì xấu xa đâu nha. Vậy đống thực phẩm kia ở đâu ra vậy? Bọn ta vừa mới mua về đó. Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Cửa hàng thực phẩm của Mia cũng vừa bị hai tên áo đen nào đó cướp hết. Chắc chắn là các ngươi làm rồi. Đúng vậy, bọn ta làm đó. Ngươi đừng nghĩ là bọn ta sợ nhà ngươi nha. Tên hiệp sĩ quen chuyên lo chuyện bao đồng. Bọn ta sẽ cho ngươi biết tay. Sao hả? Đã sợ sức mạnh của bọn ta chưa? Mau cút đi,
Đống thực phẩm này bây giờ là của bọn ta. Các ngươi đúng là điếc không sợ súng, đã làm chuyện xấu, không biết hối hận mà còn chống đối. Ta sẽ cho các ngươi một bài học. Nào rong thân, đóng trả đi. Các ngươi đã thấy sự lợi hại của rong thân chưa? Thôi được rồi, ta trả lại hết cho ngươi đó. Xin hãy tha cho bọn ta đi. Không, không, làm ơn đừng có lấy hết mà. Ta tạm tha cho các ngươi lần này. Ta sẽ mang hết chỗ thực phẩm này trả lại cho cô chủ Mia. Các ngươi hãy biết hối hận đi. Bọn ta sẽ trả thù. Cảm ơn cậu nhiều lắm, hiệp sĩ vàng. Cậu đừng khách sáo, bảo vệ mọi người chính là công việc của một hiệp sĩ như tớ mà. Cậu đúng là thần hộ mệnh của thành phố chúng ta. Thôi, tớ phải đi đây. Chúc cậu một ngày may mắn nhé. Tạm biệt hiệp sĩ vàng. Tạm biệt hiệp sĩ vàng.